quan tâm của cha mẹ quá nhiều, dẫn tới là trẻ dần mất đi cái tính độc lập và bị phụ thuộc. Anh đánh giá thế nào về các kỹ năng mềm của trẻ hiện nay? Tôi được có một cái may mắn là tiếp xúc với trẻ em từ lúc tôi có 16 tuổi, tức là cách đây là mấy chục năm. Bởi vì là khi ấy tôi nhận dạy cái lớp xóa mù chữ cho trẻ em lớp 3. Và suốt cả cái thời sinh viên, suốt 8 năm học ở đại học thì tôi cộng tác với nhà văn hóa thiếu nhi của thành phố, dạy vẽ cho các bé. Và sau này khi mà làm thời trang thì mỗi năm tôi đều có những cái bộ sưu tập dành cho trẻ em. Tôi lại là giám khảo trong cái cuộc thi nét vẽ xanh hàng năm mà tổ chức vẽ cho thiếu nhi toàn thành phố ở cấp độ mẫu giáo và là lớp 1. Và bản thân tôi thì tôi cũng rất là thích nghiên cứu về tâm lý của trẻ em và cách giáo dục. Và bởi vì ở nhà cũng có đến 5 đứa cháu, và tôi cũng bắt đầu là có cái sự quan tâm từ lúc các cháu đi học mẫu giáo, và bây giờ là đều là trưởng thành lập gia đình đi làm hết. Cho nên rằng là có được một cái cơ hội để mình so sánh các cái thế hệ trẻ em khác nhau khi xưa và bây giờ, thì phải nói là trẻ em bây giờ thì rất là nhiều cái thuận lợi hơn ngày xưa rất là nhiều. Và dường như là cái hiểu biết, cái nhận thức của trẻ khôn hơn ngày xưa và trưởng thành hơn ngày xưa, sớm hơn. Và tuy nhiên nó lại có một cái điều là cũng hơi đáng lo ngại, là cái sự quan tâm của cha mẹ quá nhiều, dẫn tới là trẻ dần mất đi cái tính độc lập và bị phụ thuộc. Đương nhiên không phải là tất cả, nhưng mà dường như là chúng ta thấy những cái cảnh mà thậm chí cho đến lúc mà tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị thi đại học thì bố mẹ là vẫn cứ ngồi ở ngoài đường chờ con mình đi vô thi, chờ đi thi và tất cả những điều đó. Trong khi chúng ta biết rằng là trẻ con ở nước ngoài khi lớn là cái tính tự lập, mà cái nền giáo dục từ nhỏ đã làm cho trẻ có một cái tính tự lập rất là cao. Thì từ đó nó sẽ dẫn tới là trẻ sẽ có những cái là nhút nhát nè, giao tiếp kém nè, rồi là thiếu một cái sự chủ động. Và từ đó thì nó sẽ dẫn tới một cái điều mà đáng lo ngại, khi mà trẻ lớn lên hơn, tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, thì cái khả năng mà có thể thích ứng với môi trường, với người lạ thì trẻ sẽ bị hạn chế. Và điều này nó sẽ làm cho dù cho trẻ sau này có làm cái nghề gì, công việc gì, thì nó cũng sẽ bị hạn chế rất lớn trong giao tiếp. Và chúng ta biết là một người giao tiếp biết thích ứng với hoàn cảnh là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công.